không bao giờ đưa vào đầu. Mà tôi rất là sợ, tại vì rất có nhiều tập đoàn như Hữu Hội, rồi Vision, Ngọc Minh Quý, rồi lại vân vân, tổ chức. Nhưng mà mình không phải là Bitcoin, cả Bitcoin luôn. Mình không bao giờ chơi những cái dạng mà đa cấp. Tôi có một con, nghĩa là Jenny Thanh là cháu. Nó đầu bước vào cái người hàng quay thì nó tư vấn mình. Mình không cần nhận luôn. Chú nói thiệt cho con, chú không bao giờ mà đam mê hàng đa cấp. Rồi ngay cả là cô Ánh, chính cô Ánh cũng tư vấn mình từ chối luôn. Và thậm chí mình cô Ánh xạo. Nói thật các bạn, tôi đi qua bên Mỹ, ở miền Nam khác, tôi đã bị là chỉ số ung thư rất là cao và có bóng mờ của đường ruột, là nghĩa là ung thư đường ruột. Tôi không tin. Tôi đi qua bên thằng bạn ở bên Mỹ, vô bệnh viện khám, chết rồi, bị dạng như vậy. Tôi về tôi mới dùng, đầu tiên là tôi dùng là protein, vitamin C, B complex B, B complex dài ngang. Đại khái dùng cho chơi thôi. Chú dùng nhiều. Mà tôi dùng theo phác đồ của mình. Cũng thưa các bạn là tại vì bạn bè tôi bên Mỹ nó cũng dài được vậy là. Thật ra mình được, mình tham khảo rồi mình về bạn bè đi sách vở, mình nghiên cứu. Chứ mình uống mình thấy nó có hiệu quả. Và tôi rất cảm ơn Jenny Lan và cô Ánh đưa cho đến chương trình làm quay. Bắt đầu cô bắt đầu mua đủ sản phẩm quay quay á, nghĩa là không loại trừ thứ nào. Bờ uống tổng hợp thì nó một ngày nó giảm giảm dần dần đi. Và cảm ơn thầy Hay và cô Trúc Mai và ban tổ chức Sức Khỏe Lai Ngàn. Bên ngoài thì xét nghiệm lại là mình đã giảm, bóng mờ vẫn còn mà giảm cái chỉ số ung thư và khí mình sụt dần dần dần. Lúc đó mình mới theo phương pháp, nghĩa là sau khi tôi sáng thức dậy tôi nhai một viên chơ, tôi uống đi một lít nước để không uống 50 ml, chạy xe đạp từ nhà tôi ở từ Đồng Sen chạy ra đường Võ Văn Kiệt, đi lên cầu An An Lạc trở về. Nghĩa là mỗi một ngày tôi phải chạy là 30 cây số. Và có lần tôi đi Vũng Tàu bằng xe đạp luôn. Mình có đó tôi đã từng lại. Và chúng ta đi ra cho cô đi qua Singapore, tôi đi xét nghiệm tới lại là bóng mờ ung thư ruột ruột tôi không còn nữa. Chỉ số ung thư vẫn còn. Nghĩa là thay vì chỉ số ung thư lúc đó là tôi là 35, 0.35 thì bây giờ tôi còn 0.6. Nghĩa là tôi được 90% chỉ số ung thư. Thành ra bây giờ đâu tôi xin cảm ơn chương trình sản phẩm Amway. Cảm ơn Jenny Thanh, cô Ánh đã đưa tôi đến chương trình năm quay. Và cảm ơn thầy Hay, cô Xuân Mai và ban tổ chức Chúng Mẹ Lên Gan tạo điều kiện cho tôi gan tôi khỏe và sức khỏe tôi tốt. Là Hải Thượng Long có nói á, trị bệnh mà dùng thuốc là hạ sách, mà trị bệnh mà không dùng thuốc mà gọi là thượng sách.